Thương hiệu Trung Quốc Changan đã chính thức ra mắt mẫu sedan Chizuan A07 với hai phiên bản chạy điện tại Trung Quốc là chạy điện thuần túy và hybrid cho phạm vi hoạt động mở rộng để người dùng lựa chọn. Mẫu thuần điện có giá 166.900 đến 176.900 NDT, 557 đến 590 triệu đồng, trong khi phiên bản phạm vi mở rộng được bán ở mức 155.900 đến 175.900 NDT, 520 đến 587 triệu đồng. Chizuan là thương hiệu xe năng lượng mới của Changan. A07 là mẫu đầu tiên được ra mắt dưới thời Chizuan. Changan Chizuan A07 được xây dựng trên nền tảng EPA1 của Changan, được định vị là mẫu sedan cỡ trung đến cỡ lớn. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Changan Chizuan A07 lần lượt là 4.905, 1.910, 1.480mm, chiều dài cơ sở lên tới 2.900mm. Kích thước này gần tương đương với Honda Accord. Ở ngoại hình, Changan Chizuan A07 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, mặt trước mang hướng, năng lượng mới, có lưới tản nhiệt phía trước khép kín cùng bộ đèn pha xuyên thấu đã trở thành một trong những thiết kế phổ biến nhất trên thị trường xe điện hiện nay. Ngoài ra, phần ốp phía trước của xe mới được trang bị các khe gió dạng xuyên thấu, giúp xe trông rộng hơn và thấp hơn. Phần hông xe, chiếc xe Changan Chizuan A07 áp dụng thiết kế fastback rất phổ biến, hiệu ứng hình ảnh tổng thể rất đơn giản và mượt mà. Ở phần đuôi xe áp dụng thiết kế vô cùng đơn giản, cụm đèn hậu dạng xuyên thấu cộng thiết kế đuôi vịt hơi nhô lên cũng là sự kết hợp vô cùng quen thuộc. Xe chạy trên bộ vành 5 chấu với lốp 18 inch, 19 inch tùy theo cấu hình, bổ sung thêm tay nắm cửa ẩn tạo cảm giác thể thao. Về nội thất, Changan Chizuan A07 được trang bị màn hình điều khiển trung tâm nổi 15.4 inch độ phân giải 2.5K và vô lăng đáy phẳng 2 chấu kép đa chức năng. Hầu hết các chức năng của xe đều được tích hợp vào màn hình rất ít.